Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông qua công tác thanh kiểm tra chuyên ngành trên lĩnh vực văn hóa du lịch, từ đầu năm 2015 đến nay, ngành đã phát hiện 66 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa du lịch. Thể thao Lâm Đồng cho biết, công tác thanh kiểm tra chuyên ngành trên lĩnh vực văn hóa du lịch, từ đầu năm 2015 đến nay, ngành đã phát hiện 66 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa du lịch. Qua công tác kiểm tra, ngành đã nhắc nhở yêu cầu 50 cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó phạt cảnh cáo 3 trường hợp, phạt tiền 1 trường hợp với tổng số tiền gần 56 triệu đồng. Tịch thu 870 đĩa CD, VCD, DVD ca nhạc, phim không dán nhãn theo quy định. Ngoài ra, thanh tra sở và phòng văn hóa thông tin các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra gần 570 lượt cơ sở, phát hiện 66 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm đều được ngành nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời để ngăn chặn những hành vi tiêu cực, góp phần làm lành mạnh hóa ngành văn hóa du lịch của tỉnh.